Này thiện hiện giả sử tất cả hữu tình đầy ắp cả thế giới Tam thiên Đại thiên đều vì độ thoát tất cả hữu tình nên mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột thì lượng phước của các đại bồ tát ấy đạt được so với lượng phước của một đại bồ tát nhập chánh tánh ly xanh chẳng bằng một phần trăm chẳng bằng một phần ngàn chẳng bằng một phần trăm ngàn chẳng bằng một phần ức chẳng bằng một phần trăm ức chẳng bằng một phần ngàn ức cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ức triệu này thiện hiện giả sử tất cả hữu tình đầy ắp cả thế giới tam thiên đại thiên đều nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát thì lượng phước của các đại bồ tát ấy đạt được so với lượng phước của một đại bồ tát hành bồ đề hướng thì chẳng bằng một phần trăm chẳng bằng một phần ngàn chẳng bằng một phần trăm ngàn chẳng bằng một phần ức chẳng bằng một phần trăm ức chẳng bằng một phần ngàn ức cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ước triệu. Này thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình, đầy ấp cả thế giới tam thiên đại thiên, đều hành bồ đề hướng, thì lượng phước mà các đại bổ Tát ấy đạt được đối với lượng phước đạt được của một như lai ứng tránh đẳng giác thì chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần ức, chẳng bằng một phần trăm ức, chẳng bằng một phần ngàn ức, cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ức triệu. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật bạch thế tôn đại bồ tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tổ tư duy điều gì phật dạy này thiện hiện đại bồ tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tổ thường tránh tư duy trí nhất thiết tướng cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn trí nhất thiết tướng có tánh gì trí nhất thiết tướng duyên cái gì tăng thượng cái gì hành tướng là gì có tướng gì phật dạy này thiện hiện trí nhất thiết tướng vô tánh làm tánh vô tướng không nhân không có cảnh giác không sanh vô hiện lại như ông hỏi trí nhất thiết tướng duyên cái gì tăng thượng cái gì hành tướng gì có tướng gì thì này thiện hiện với trí nhất thiết tướng vô tánh là sở duyên chánh niệm là tăng thượng tịch tịnh là hành tướng vô tướng là tướng này thiện hiện, trí nhất thiết tướng, sở duyên như thế, tăng thượng như thế, hành tướng như thế, tướng như thế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn có phải chỉ có trí nhất thiết tướng lấy vô tánh làm tánh, hay là sắc thọ tưởng hành thức cũng lấy vô tánh làm tánh, hay nhãn xứ, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng lấy vô tánh làm tánh, hay sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lấy vô tánh làm tánh.